Xin chào và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Việt Phim. Sau một vài số top phim như là top phim kinh dị, top phim du hành thời gian có phần gì đó hơi kịch tính và giật gân một chút, thì chúng mình quyết định sẽ chậm lại và thả lỏng một chút và đem đến cho các bạn một top phim cảm xúc hơn. Đó chính là top những phim sẽ làm các bạn khóc hết nước mắt. Chuẩn bị khăn giấy và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mở đầu danh sách ngày hôm nay là một bộ phim đến từ Hàn Quốc mang tên Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7. Đây chắc hẳn là một bộ phim không còn quá xa lạ với những người hâm mộ điện ảnh, bởi không chỉ Hàn Quốc mà bộ phim còn gây dựng được tiếng vang và thu về nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Dành cho những bạn chưa biết thì Điều Kỳ Diệu ở Phòng Giam Số 7 là câu chuyện cảm động về Lee Yong-go, một người cha chậm phát triển về trí tuệ bị kết án oan và phải chịu hình phạt nặng nhất cho tội giết người. Đây cũng là điểm bắt đầu của những câu chuyện cảm động về tình cha con thiêng liêng và tình bạn của những người ở đáy xã hội bị dồn vào đường cùng ở một nơi tăm tối nhất. Câu chuyện của hai cha con Yong-go đã lấy đi không biết bao nước mắt của người xem, không phải vì nó sát với thực tế, mà bởi đây là điều kỳ diệu đến phi thường. Nếu bất cứ ai hỏi mình về khoảnh khắc nào khiến cổ họng nghẹn lại mỗi khi nghĩ về, chắc chắn sẽ là cảnh chia ly của hai cha con ở hành lang của nhà giam. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta không có thấy bóng dáng của một người kém phát triển về trí tuệ, mà chỉ còn lại hình ảnh của một người cha yêu thương con hết mực. Yong-go không có tội, và anh biết điều đó. Thế nhưng, anh vẫn phải cúi đầu xin lỗi, vì biết rằng chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Câu chuyện xúc động tại phòng giam số 7 không chỉ chứa đựng ước mơ về một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc của hai cha con Lee Yong-go, mà còn là của cả những tù nhân từng một thời lầm lỡ và của cả những người trưởng chạy tù luôn chứa chất trong lòng nỗi đau và lòng căm hận về một xã hội bất công. Khi chiếc khinh khí cầu của hai cha con bị chặn đứng lại bởi hàng rào thép nhà giam, cũng là lúc ước mơ bị xé toạc bởi hiện thực gai góc và trần trụi. Khoảnh khắc ấy, những người tù, quản giáo và tất cả người xem đều khựng lại, nhận ra rằng chẳng có thứ phép màu nào có thể thay đổi được thực tại đau đớn và phũ phàng này nữa. Cái tên tiếp theo không thể không kể đến đó chính là Be With You, hay với tựa tiếng Việt là Và Em Sẽ Đến, một bộ phim điện ảnh lãng mạn Hàn Quốc với sự tham gia diễn xuất của So Ji Sub và Son Ye Jin và được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Jang Hoon. Be With You là phiên bản remake từ phim Nhật cùng tên năm 2007 dựa trên cuốn tiểu thuyết của Takuji Ichikawa. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của hai cha con Woo-jin và Ji-ho sau khi người vợ, người mẹ dấu yêu Soa qua đời. Trước khi ra đi, cô đã từng có một lời hứa với hai cha con rằng sẽ trở lại vào cơn mưa đầu mùa năm sau. Dù biết rằng rất khó tin, nhưng hai cha con vẫn chưa bao giờ ngừng hy vọng, cho đến khi cơn mưa đầu mùa năm ấy bất ngờ mang mẹ Soa trở về. Cơn mưa mang Soa trở về cũng là cơn mưa xóa sạch ký ức của cô với hai cha con, nhưng điều đó cũng không thể ngăn Woo-jin và Ji-ho làm đủ mọi cách để khơi dậy tình yêu của Soa thêm một lần nữa. Nửa đầu của bộ phim là những màu sắc đầy tươi sáng, là những tình tiết đáng yêu, khôi hài khiến người xem cứ bị cuốn theo câu chuyện giản dị mà hết sức bình yên. Vì một gia đình ba người cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, để rồi khi đã quá quen với những hạnh phúc như thế, vào thời điểm cơn mưa dần tạnh, cũng là lúc mà mẹ Soa phải ra đi, người xem không thể nào ngoan được nỗi xót xa và luyến tiếc bất giác trào lên trong lồng ngực. Khi chúng ta đã quen với hạnh phúc và khi hạnh phúc rời đi quá đột ngột, ta sẽ đau đớn vô cùng. Đau đớn hơn cả, đó lại là những người mà ta yêu thương nhất. Có lẽ khi xem bộ phim này, nhiều người sẽ không kìm được nước mắt là bởi lẽ nó khiến ta liên tưởng đến người thân nhất của ta sẽ thế nào nếu ở vào vị trí đó là những người mà ta thương yêu nhất và thế là nước mắt ta tự rơi từ bao giờ. Cứ thế, dù chỉ là một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện gia đình đơn thuần, dù chẳng phải là những điều gì quá lớn lao hay xa xôi nào đó, Be With You đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bằng những chất liệu đơn giản như vậy. Đó có thể là những câu nói ngây thơ của bọn trẻ, đó có thể là thứ ánh sáng trong trẻo của một chuyện tình đẹp, là màu sắc cổ tích của câu chuyện mẹ cánh cụt, đó là những tình cảm cốt lõi nhất, gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Có lẽ chính vì thế mà Be With You đã chinh phục được trái tim cứng rắn nhất, cùng khóc, cùng cười với mỗi cảnh trôi qua của bộ phim. Sẽ thật là một thiếu sót nếu trong danh sách này không có cái tên Hachiko: A Dog's Tale. Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật kể về lòng trung thành của chú chó Hachiko với chủ nhân của mình. Lòng trung thành từ lâu đã là một biểu tượng và là đức tính không thể thiếu của người dân Nhật Bản. Dường như chỉ có người dân Nhật mới có tinh thần ca ngợi về lòng trung thành nhiều đến như vậy, mà đến khi câu chuyện của xứ sở xa xôi này được mang đến trời Tây, nó cũng vẫn luôn vẹn nguyên giá trị và những xúc cảm rung động ban đầu. Có lẽ khi xem Hachiko, khán giả đã biết được kết cục của bộ phim rồi, chẳng có tình tiết bất ngờ hay cao trào nào cả. Tất cả vẫn tiếp diễn y như câu chuyện có thật ngoài đời. Thế nhưng, câu chuyện này vẫn cứ lấy đi nước mắt của khán giả, dù là lần đầu, hay lần hai, lần ba, thì người ta vẫn cứ xúc động trước tấm chân tình của một chú chó dành cho chủ của nó. Sau khi giáo sư qua đời, chú chó Hachi vẫn ngày ngày đi ra sân ga đón ông đi làm về như một thói quen. Cứ thế 10 năm trôi qua, từ một chú cún nhỏ đến khi già nua chẳng thể chạy nổi nữa, Hachi vẫn cứ đứng cùng ở một vị trí, cùng một tư thế trang nghiêm để đợi người thân thuộc nhất của nó trở về. Qua bộ phim, có thể thấy rằng Hachi là một chú chó rất khôn và lanh lợi. Muốn theo ông chủ đi làm, Hachi đã đào một hố đất qua hàng rào và thành công theo chủ đến tận nhà ga. Một chú chó khôn ngoan là thế, chẳng lẽ nó lại không hề biết rằng giáo sư sẽ không về nữa? Không phải, Hachi biết rõ hơn ai hết.
Bằng chứng là vào ngày cuối cùng tiễn ông giáo sư đi làm, Hachi vốn là một loài chó cao quý chẳng bao giờ vì ai mà nhặt bóng. Thế mà hôm ấy, nó lại tình nguyện nhặt bóng để làm ông giáo sư vui. Dù biết rõ người chủ thân yêu sẽ không trở về nữa, Hachi vẫn tình nguyện đến nhà gà mỗi ngày, vượt đôi mắt ngóng chờ suốt hàng ấy năm như đợi một điều gì đó thân thuộc. Nó tình nguyện từ bỏ cuộc sống ấm êm tại nhà cô con gái. Nó tình nguyện ngủ dưới gầm tàu, tình nguyện đi xin ăn từ tiệm thịt kế bên nhà ga. Thậm chí, đến khi nó trở nên lấm lem vì bùn đất, chẳng có gì giống với loài chó Akita cao quý nữa. Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn trong tư thế hai chân đứng thẳng chờ giáo sư. Cho đến ngày cuối cùng, trong một đêm mưa tuyết giá lạnh, Hachi nằm gục tại nơi quen thuộc của nó, nhưng đôi mắt nó thì vẫn ánh lên vẻ bình yên, nhẹ bẫng. Người xem đã hiểu rằng, cuối cùng Hachi đã chờ được đến ngày nó và ông giáo sư được đoàn tụ ở một thế giới khác. Có thể nói rằng câu chuyện của Hachiko đã trở thành huyền thoại của lòng trung thành mà bất cứ người trần mắt thịt nào cũng phải cảm thấy xót xa, ngưỡng mộ. Bởi con người còn đo đếm lòng trung thành của mình, nhưng Hachi thì không. Nó chỉ biết một việc, nó sẽ vẫn cứ chờ, chờ đến khi nào không chờ được nữa thì thôi. Hope năm 2013, một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta khi chủ đề mà nó đề cập tới vẫn đang được lên án vô cùng mạnh mẽ. Và cứ bẵng đi một thời gian, ta lại thấy rất nhiều trích đoạn của phim được đưa lên mạng xã hội, trở thành một hồi chuông cảnh báo tới bất kỳ ai rằng hậu quả của ấu dâm ảnh hưởng khủng khiếp như thế nào tới một đứa trẻ. Dựa trên một vụ án có thật đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc, Hope xoay quanh quá trình hồi phục cả về thể xác và tinh thần của cô bé Soeun sau khi bị bắt cóc và cưỡng hiếp dã man bởi một tên tâm thần. Bi kịch này thật sự đã gần như phá hủy hoàn toàn cuộc đời của cô bé khi tổn thương về thể xác là quá nặng nề và còn chưa kể tới những ảnh hưởng về tâm lý sau này, khi nó thậm chí còn làm cho Soeun sợ hãi chính người bố đẻ của mình. Câu hỏi của bé Soeun trở thành nỗi ám ảnh đối với khán giả trong suốt 2 tiếng đồng hồ của bộ phim. Từ chỗ là một cô bé ngây thơ đang tuổi ăn tuổi học, bỗng nhiên Soeun bị người ta hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp để rồi phải nằm liệt ra trên giường bệnh. Tên tội phạm phiên bản ngoài đời gần đây cũng đã được trả tự do và hầu như không có dấu hiệu của sự hối lỗi. Và rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho một cuộc đời đã bị hủy hoại nếu đó còn không phải là pháp luật? Chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả của phía phim đã biết tới cũng như là xem bộ phim này. Tuy nhiên, chúng mình vẫn muốn đưa nó vào danh sách này bởi Hope sẽ không chỉ lấy đi rất nhiều nước mắt của các bạn mà đây còn là một bộ phim rất giàu giá trị. Một phần, phim lên án mạnh mẽ sự khủng khiếp của nạn ấu dâm. Nhưng mặt khác, nó cũng không quên đi những giá trị tươi sáng của tình người, của niềm khát khao được sống và hy vọng. Chính vì vậy, Hope và giá trị của phim sẽ mãi luôn được ghi nhớ như một trong những bộ phim đẹp nhất và xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Chúng ta cùng tạm rời xa nền điện ảnh Hàn Quốc một chút để tới với những bộ phim tới từ phương Tây nhé. Tiếp nối danh sách này là Precious được ra mắt vào năm 2009. Không dườm già và mất nhiều thời gian, 10 phút đầu của phim là quá đủ để người xem có thể ngay lập tức quan tâm tới nhân vật chính của chúng ta là Precious, một cô bé dù mới chỉ 15 tuổi đã phải hứng chịu những điều tồi tệ nhất trên đời mà một con người có thể chịu đựng. Precious không chỉ bị kỳ thị từ màu da cho tới ngoại hình, cô bé còn là một nạn nhân trực tiếp của bạo lực gia đình gây ra bởi chính người mẹ thất nghiệp ăn bám. Precious còn bị chính gã bạn trai của mẹ mình xâm hại tình dục, làm cô bé có thai tới 2 lần dù còn chưa bước vào trung học. Bản thân Precious cũng không biết đọc, biết viết, tưởng chừng như đó đã là một bi kịch cực hạn nhất mà con người có thể chịu đựng. Nhưng thay vì cam chịu để nó hủy hoại cuộc đời của mình, Precious lại chọn cách chống lại nó và bẻ ngược định mệnh bằng một sức mạnh và nghị lực sống phi thường. Từ đầu tới cuối của phim là một cuộc đấu tranh không biết mệt mỏi nhưng đầy đắng cay tủ nhục của cô bé để tìm kiếm dù chỉ là một tia sáng duy nhất của hy vọng. Precious không phải là một bộ phim đẹp về hình ảnh, về âm thanh, mà hơn cả đó là vẻ đẹp huy hoàng của một tâm hồn nhỏ bé nhưng luôn khát khao được sống một cuộc đời hạnh phúc và đúng nghĩa. Chắc chắn sẽ có lúc người xem chúng ta còn không thể tin nổi với những gì mình đang được chứng kiến trên màn ảnh, thậm chí còn phẫn nộ và ghê tởm trước những thứ xảy ra với cô bé Precious, có thể nói là còn thấp hơn cả đáy của xã hội. Rồi những cảm xúc đó sẽ dần chuyển sang chua xót, rồi thương cảm và sau cùng là khâm phục. Và rồi nước mắt của chúng ta sẽ rơi lúc nào không hay. Nếu cuộc sống của bạn đang có quá nhiều điều tồi tệ, hãy xem Precious để thấy rằng nghị lực là một thứ tuyệt diệu và phép màu đến như thế nào. Và cuối cùng trong danh sách này là Columbus, tác phẩm đầu tay tới từ đạo diễn Kogonada. Phim bắt đầu khi một kiến trúc sư có tuổi, nổi tiếng bất ngờ bị đột quỵ và rơi vào hôn mê. Người con trai Jin, thủ vai bởi John Cho, phải quay về Columbus từ Seoul, Hàn Quốc để chăm lo cho ông. Ở nơi tràn ngập những kiến trúc hiện đại này, Jin lại cảm thấy hoàn toàn cô độc và lạc lõng. Ấy là cho tới khi anh tình cờ gặp Casey, thủ vai bởi Harley Lou Richardson, một cô gái trẻ đam mê kiến trúc, hiện đang làm tại thư viện địa phương. Từ đây, chúng ta như được cuốn theo từng lần đi bộ hóng gió ở công viên, cuốn vào các cuộc hội thoại về sở thích, sở ghét, về kiến trúc, về tình cảm và cả về cuộc sống của hai nhân vật. Khi sự thân thiết giữa Jin cùng Casey dần nở rộ, hai người bắt đầu khám phá cùng nhau không chỉ thành phố Columbus mà còn cả những mâu thuẫn cảm xúc trong chính nội tâm của mỗi người. Ngoài kỹ thuật dựng cảnh đẹp đến lặng người, đối với Columbus, ta sẽ còn đến với những cuộc hội thoại đầy trí tuệ và hoài bão, triết lý cuộc sống, từ việc tại sao Casey lại đam mê một trụ sở ngân hàng cũ này đã bị bỏ hoang, điều gì khiến Jin biết được lịch sử của một cây cầu, một tòa tháp bất kỳ, đến những câu chuyện khiến mình nghẹn lòng khi vì sao Jin lại chọn cuộc sống xa gia đình, xa bố anh, hay lý do đằng sau việc Casey cam tâm ở lại Columbus với mẹ.
Bộ phim đầu tay của Kogonada cảm động và lãng mạn, nhưng hai yếu tố này được ông sử dụng để kể câu chuyện tình cảm về con người, về việc những mảnh đời thiếu đi hạnh phúc đi tìm kiếm sự chia sẻ trong tình bạn, thay vì một câu chuyện tình cảm nam nữ đến với nhau thông thường mà ta đã thấy hàng trăm lần. Columbus rất thật, vì thật nên phim khá phẳng lặng, nhẹ nhàng và nếu không có nhiều biến cố làm tăng sự căng thẳng, giống như cuộc sống vậy, đâu phải lúc nào cũng đầy rẫy sóng gió, không phải lúc nào hai người nam nữ nói chuyện với nhau cũng sẽ yêu nhau, và không phải lúc nào các câu hỏi ta có cũng được giải đáp một cách dễ dàng. Columbus phản ánh rõ triết lý về cuộc sống của đạo diễn Kogonada. Đây là nơi mà chúng ta đi một cách siêu chậm từ vấn đề này sang vấn đề khác, kể cả khi một số vấn đề cũ chưa được giải quyết trọn vẹn thật sự, về tầm quan trọng khôn tả khi cả hai tâm hồn lạc lối trong cuộc sống, tình cờ tìm một nơi nương tựa nhau. Khi Columbus kết thúc, chắc chắn những giọt nước mắt sẽ lan trên má của bạn, nhưng chúng sẽ không phải những giọt nước mắt của sự buồn đau, thất vọng, mà sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Jean cùng Casey đã trao cho nhau những gì họ đang thiếu trong cuộc sống, là sự thấu hiểu, sự chia sẻ và quan trọng nhất là niềm tin để tiếp tục vững bước trên đường đời. Và đó là danh sách những bộ phim mà chúng mình tin rằng sẽ lấy hết nước mắt của các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.